Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 17 tháng 9 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục làm video clip để cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây cho quý bà con mình tham khảo. Thì thưa quý bà con, mấy hôm nay thì giá mít là có hơi giảm nhẹ vài ngàn đồng, và hôm qua nay thì nó chững lại ha bà con ha. Thì tình hình thực tế như thế nào, kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ luôn luôn cập nhật chính xác như vậy để cho quý bà con mình tham khảo. Lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây là giá sẽ còn có sự chênh lệch lên xuống tùy theo khu vực, tùy theo thương lái và tùy theo cái thỏa thuận giữa bà con. Nếu như cái đoạn đường vận chuyển xa gặp quá nhiều khó khăn thì chắc chắn giá sẽ giảm xuống để anh em thương lái còn có chi phí đi lại và vận chuyển nữa ha bà con ha. Quan trọng nhất trong thời điểm này thì luôn luôn đó là thực hiện đầy đủ 5K, cũng như là mình cố gắng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để bảo vệ một cái sức khỏe thật là tốt, đảm bảo là chúng ta có thể vượt qua cái giai đoạn dịch bệnh này nhanh chóng nhất nha bà con. Mỗi người chúng ta thực hiện tốt là chúng ta đã góp phần chống dịch rất là hiệu quả rồi. Rồi, quay trở lại giá mít Thái ngày hôm nay thì mời quý bà con mình nếu như nghe không kịp thì mình có thể nhìn ở trên màn hình để cập nhật nha bà con. Ở khu vực Tiền Giang là 31.000, 21.000 và 11.000, kem nhỏ 11, kem lớn 21. Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long cũng như là khu vực Long An thì giá là bằng nhau ha bà con. Mít nhất 30.000, mít nhì 20.000, mít bi 10.000, kem nhỏ 10, kem lớn 20.000. Trên đây là tình hình giá mít Thái ngày 17 tháng 9, quý bà con mình cùng tham khảo. Và kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn quý bà con đã luôn luôn ủng hộ kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha, bởi vì còn sẽ có nhiều nội dung khác nữa trên kênh để cho quý bà con mình có thể theo dõi đó. Xin cảm ơn và xin chào.